Trong ngày 3 tháng 4, Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam đã tổ chức đấu giá 7.000 biển số đẹp trong 7 khung giờ. Một khung giờ đấu giá kéo dài 25 phút, người trả giá cao nhất sẽ sở hữu biển số của cuộc đấu giá đó. Không ngoài dự đoán, chỉ ít phút sau khi lên sàn đấu giá, biển số 51L34567 được trả giá lên đến trên 100 triệu đồng. Đến khi kết thúc vòng đấu giá hạn thứ nhất, biển số này được đẩy giá lên đến trên 800 triệu đồng. Phải đến khi kết thúc vòng đấu giá hạn thứ 3, biển số 51L34567 mới được đấu giá thành công với mức giá là 1 tỷ 025 triệu đồng. Với mức giá này, biển số siêu đẹp này đã nằm trong vị trí top đầu của loạt biển số có giá cao trong phiên đấu giá biển số thứ 3. Bộ Công an sẽ gửi thông báo kết quả trúng đấu giá biển số xe ô tô vào hòm thư điện tử và gửi tin nhắn thông báo tới số điện thoại đã đăng ký tại tài khoản truy cập cho người trúng đấu giá ngay sau khi phê duyệt kết quả đấu giá.